cấp của em ngày hôm nay nó không phù hợp với chương trình này. Chị không nhìn thấy gì được ở trên cái khuôn mặt của em hết á. Khi mà em bước ra thì anh thấy em không giống trên hình. Em không muốn tẩy trang đi. Chào ban giám khảo, em tên là Châu Thị Minh Thùy ạ. Em sinh năm 2001. Em đến từ Cần Thơ ạ. Và đây là kết quả 20 giờ. 3, 2, 1, cơ bản. Nếu như có cơ hội được về á, thì em nghĩ gương mặt của em sẽ là một cái gương mặt sáng. Cái make up của em ngày hôm nay nó không phù hợp với chương trình này. Không nhìn thấy gì được ở trên cái khuôn mặt của em hết á. Chị không nhìn thấy gì được ở trên cái khuôn mặt của em hết á. Nó bị tối á, em có muốn tẩy trang đi không? Nếu có cơ hội thì em sẽ đi tẩy trang hả? Tẩy trang đi, cho tẩy trang đi ha. A few moments later. Và bây giờ là thời gian các giám khảo sẽ giơ lại tấm bảng của mình xem có thay đổi quyết định hay không. 3, 2, 1, cơ bản. Ban đầu mà Quỳnh Anh lưỡng lự khi mà chọn Minh Thùy. Vì khi mà ban đầu mà bạn xuất hiện với cái outlook mà mắt đen rồi môi thâm á, thì mình không ấn tượng. Mọi người nghĩ là mặc một bộ đồ như này thì phải make up cho đậm lè lên rồi môi thâm này kia thì mới hợp không. Đây là cuộc thi The Face Online Bracket 3 là chọn gương mặt quảng cáo. Cho nên là việc mà các bạn xuất hiện ở đây á, nó rất là quan trọng. Ngay từ đầu thì mình đã không ấn tượng được với cả Quỳnh Anh, nhưng mà bây giờ thì khi mà lột cái lớp tẩy trang này đi thì một phần nào đó cũng hơi nghiêng nghiêng rồi, cho nên là quyết định giờ đứng vào say yes. Ngay từ đầu anh nhìn vào tấm hình của em ấy, anh rất thích. Khi mà em bước ra thì anh thấy em không giống trên hình, đã làm cho anh phải phân vân rất là nhiều, nhưng mà anh vẫn muốn say yes để cho em cơ hội đi vào trong để thay đổi lại make up. Đây cũng là một lý do mà anh rất muốn em vào đội của anh để anh có thêm một cái màu mới trong team của anh. Em cảm ơn mấy chị giám khảo đã chọn cho em mà. Em không có nói nhiều nữa, em sẽ chọn cho đội chị. Chị Phương Trang ạ. Rồi vậy, xin được chúc mừng Châu Minh Thùy, bạn sẽ về đội huấn luyện viên Mạc Trung Kiên và Cao Thiên Trang. Lại ôm à? Hãy đón xem tập 2 của The Face Online by Vespa được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2021 trên kênh Facebook chính thức của chương trình facebook.com/thefacevietnamofficial và kênh YouTube chính thức của chương trình MultiTV Official.